Sau một thời gian lắng xuống, chuyện hôn nhân của vợ chồng Hằng Du Mục, Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995, lại tiếp tục được bàn tán xôn xao. Mới nhất, sáng 9 tháng 8, chiến thần chốt đơn liên tục đăng ta tút khó hiểu trên cả fanpage lẫn trang cá nhân. Cụ thể dòng tâm trạng đó như, đếm ngược, cảnh này thật quen thuộc, hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi. Phía dưới bài đăng, bố của Hằng Du Mục cũng để lại bình luận tưởng không liên quan mà lại đầy ẩn ý, kỳ Olympic đầy mệt mỏi, cho bế mạc sớm về còn nghỉ ngơi. Từ những động thái này, nhiều người cho rằng Hằng Du Mục đang nhắc đến chuyện hôn nhân với chồng, Tôn Bằng. Có ý kiến còn khuyên cái gì khó quá thì buông tay để tìm hạnh phúc mới và dành sự quan tâm đến các con của Hằng Du Mục. Về phần Hằng Du Mục, cô chưa có bất cứ phản hồi nào trước những lời nhắn từ dân tình. Ở một diễn biến khác, một người thân của Hằng Du Mục cũng đăng tải hình ảnh của cô khi về Việt Nam vào đầu tháng 8 vừa qua. Dịp này ngoài việc tiễn Quang Linh sang Angola, Hằng còn về quê, Vĩnh Phúc, thăm gia đình và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở quê. Trong khoảnh khắc này, Hằng Du Mục chụp ảnh cùng người thân nhưng để lộ vóc dáng gầy gò, phần xương trước ngực hiện rõ. Nhiều người cho rằng những vấn đề trong công việc và gia đình thời gian vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như tinh thần của cô. Song trong clip, cô vẫn cười rạng rỡ và nói đùa với mọi người như mọi khi. Tại livestream tối 7 tháng 8, Hằng Du Mục cũng có những chia sẻ liên quan đến tình hình cuộc sống hiện tại. Cô cho biết sau khi tiễn Quang Linh và quay về thì vali đồ ăn mà nam YouTuber tặng mình đã không cánh mà bay. Cô cho rằng có thể ai đó giấu hoặc đem vứt đi. Vì cảm thấy rất mệt mỏi, không còn thấy an toàn nên sắp tới cô sẽ tạm dừng livestream để tìm nơi ở mới. Đặc biệt, Hằng Du Mục còn ẩn ý về việc sẽ ly hôn, thoát khỏi cuộc hôn nhân. Sắp tới sẽ có việc gì đó lặp lại giống như giai đoạn vừa rồi mọi người đã chứng kiến khi mà Hằng đã đi tới những ngày cuối cùng nó cực kỳ là căng thẳng. Sẽ có những cái nó bùng nổ, nó xảy ra ở trên mạng lần nữa, Hằng không muốn mọi người nghĩ nó là content. Chồng Hằng Du Mục, Tôn Bằng cũng liên tục đăng status trong những ngày gần đây. Theo người này, sau khi nổi tiếng và về Việt Nam, Hằng Du Mục dịu dàng và tốt bụng với cả thế giới nhưng lại lạnh lùng, bực bội với chồng. Người này cũng phơi bày doanh thu của Hằng Du Mục trong những phiên livestream gần đây. Tôn Bằng khẳng định Hằng Du Mục đạt doanh thu 1,1 triệu USD, khoảng 27,6 tỷ đồng trong phiên livestream ngày 26 tháng 4. Đến phiên livestream 7 tháng 7, con số này 2,1 triệu USD, khoảng 53 tỷ đồng. Tổng cộng các livestream lớn từ khi về Việt Nam đến nay, Hằng Du Mục đã đạt doanh thu hơn 10 triệu đô la Mỹ, khoảng 251 tỷ đồng. Tỷ lệ hoàn hàng 12%, hoa hồng của Hằng Du Mục là 15-20% nên số tiền mà cô đã kiếm được rơi vào khoảng 33-44 tỷ đồng. Tôi không tiêu một xu nào của cô ấy cả. Cô ấy lắng nghe bất kỳ điều gì mà những người đàn ông khác nói và chỉ độc đoán với tôi. Tôi đã chán cuộc sống thế này rồi, chúng ta hãy ly hôn đi, Tôn Bằng nói. Trong một clip khác, Tôn Bằng lại nhắc đến chuyện Hằng Du Mục tiếp tục bỏ bê gia đình, không tổ chức sinh nhật cùng chồng con mà lén về Việt Nam để tiễn Quang Linh Vlogs. Dù có là người nổi tiếng trên mạng xã hội đi nữa thì đã kết hôn là phải có trách nhiệm với hôn nhân của mình. Bay thật xa chỉ để tiễn ai đó, để người khác chúc mừng sinh nhật trước cả chồng con. Hành động như thế là có ý nghĩa gì? Có phải là cô ấy đang hẹn hò với những người đàn ông khác sau lưng chồng con không? Không thể kiểm soát cơn nóng giận, Tôn Bằng được cho là đã đến nơi ở của Hằng Du Mục tác động vật lý vào cô. Nhưng được con trai của chồng là Dịch Dương can ngăn, vô tình khiến anh bị thương thay cho gì. Cụ thể, tối 9 tháng 8, Hằng Du Mục bất ngờ đăng ảnh Dịch Dương, con trai riêng của Tôn Bằng bị xây xước ở gần nách. Kèm theo đó cô tuyên bố mình nợ Dịch Dương một mạng và từ giờ trở đi gia đình của cô chỉ còn 5 người gồm cô và 4 người con trai. Cảm ơn con, dì nợ con một mạng người, từ nay trở đi, gia đình Hằng có 5 người và Hằng chính thức có 4 đứa con trai ruột. Tất cả mọi thứ sẽ được sáng tỏ ngay thôi, Hằng Du Mục viết. Những chia sẻ này khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng, không rõ chuyện gì đã xảy ra với Hằng Du Mục và các con. Nhiều người cho rằng vợ chồng cô lại gặp trục trặc và lần này có sự can thiệp của Dịch Dương. Ngay sau đó, thắc mắc này đã có lời giải đáp. Bố của Hằng Du Mục đăng lại ảnh Dịch Dương và chia sẻ, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, có Dịch Dương thì mọi chuyện đều được xử lý an toàn. Cảm ơn hai con, đặc biệt nhất là ở phần bình luận, bố Hằng Du Mục nói thêm, cháu bị cha ruột tác động vật lý khi đứng ra đỡ đòn cho gì. Chưa hết, trên fanpage của team Hằng Du Mục cũng đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh tượng phía bên ngoài nơi cô đang ở. Thời điểm này đã có sự xuất hiện của lực lượng chức năng như người quay clip, được cho là Hằng Du Mục, không giấu được sợ hãi, tiếng khóc nức nở rõ mồn một.